Vừa qua, ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ đã tổ chức đêm nhạc Mơ ước của Nhung nhằm gây quỹ xây dựng ngôi trường Việt ngữ Phi Nhung tại Mỹ, cũng là hoàn thành tâm nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung. Chia sẻ trên trang cá nhân Mạnh Quỳnh đã gửi lời cảm ơn đến 700 khán thính giả có mặt để xem trực tiếp chương trình và hơn 2.500 khán thính giả xem trực tiếp online. Nam ca sĩ cũng hy vọng mơ ước của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ sớm trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đến chiều ngày 9 tháng 6, Mạnh Quỳnh bất ngờ đăng tải bài viết dĩ dỏm nhưng không kém phần bức xúc lên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết, bản thân luôn tri ân khán giả yêu thương mình, nhưng anh không chấp nhận việc bị tấn công bằng những bình luận khiếm nhã vô lý. Theo đó, Mạnh Quỳnh cho biết, ai bảo rằng ca sĩ chỉ biết cầm micro thôi, tôi cầm luôn mấy tỉa cây đây này. Hãy để tôi làm nghệ thuật đúng nghĩa và đáp tà yêu thương trọn vẹn đến muôn người. Đừng đoán già đoán non, đặt để chuyện tôi đang làm theo trí tưởng tượng phong phú của bạn. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng hài hước cho rằng nếu Antifan chọc mình giận khiến anh buồn thì sẽ không thèm hát vòng cổ bằng tiếng Anh nữa. Hơn 9 tháng qua, tôi khóc nhiều hơn tôi cười các bạn có biết hay không? Để tôi yên mà dốc tâm dốc lực ra để làm tất cả năm 10 năm còn lại trong cuộc đời nghệ thuật của tôi. Đồng thời giọng ca thiệp hồng anh viết tên em cũng cho rằng, nếu không thích anh thì cứ quay lưng, đừng nhân danh này đó mà nặng lời với anh và những người bên cạnh mình. Không thương tôi, không thích, không ủng hộ việc tôi làm thì cứ quay đi, đừng nhân danh này đó mà nặng lời làm tôi đau và tổn thương những người bên cạnh tôi. Làm ơn tôi xin các bạn đấy, mất mát quá nhiều trong trận Covid vừa qua chưa đủ để thức tỉnh con người chúng ta hay sao? Nam ca sĩ bức xúc lên tiếng. Không chỉ vậy, Mạnh Quỳnh cũng tiết lộ cuối tuần này anh sẽ gửi vào tủ nhạc Việt Nam một ca khúc hoàn toàn mới. Bài hát về một loài hoa thơm hương nhẹ nhàng trong trắng dựa trên một câu chuyện tình ngây ngô thời niên thiếu có thật 100% của chính tác giả. Xin hãy thưởng thức và cảm nhận âm nhạc nhé mọi người. Cuối bài viết, nam ca sĩ khép lại bằng hai câu thơ. Chạnh lòng nên thốt đôi câu, người thương xin chớ gieo sầu cho tôi. Bài viết của Mạnh Quỳnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng và fan hâm mộ. Bên dưới phần bình luận cũng có không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc thay nam ca sĩ và gửi những lời động viên đến Mạnh Quỳnh, chúc anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện những đêm nhạc tiếp theo.